Zombie Apocalypse. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sơ Bằng Vlog nha. Lâu lắm rồi đúng là không ra video các bạn. Mình cũng nhiều việc quá. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Mình ngày thứ 6 cuối tuần nhưng mà thị trường nhìn khởi sắc lắm các bạn. Như Bitcoin thì nó lên tới 30.07 rồi, có lúc 30.08 rồi. Tất cả các đồng ETH lên 2.100. Tất cả các đồng tiền điện tử đều lên các bạn. Các bạn thấy không? Thị trường xanh, một màu xanh rất chi là hy vọng. Và đây cũng là một cơ hội cho các bạn bắt đỉnh vàng nha các bạn nha. Đây, vàng lên 2.045 rồi các bạn. Các bạn thấy không? Đây, mình xem toàn thời gian nha. Xem toàn thời gian thì cái đỉnh trước của vàng là nó nằm khoảng 2079 2076 gì đó, chung là chỗ này. Đây, 2070, cái đỉnh trước là 2070 vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 các bạn. Đỉnh trước, đỉnh của năm trước, nói chung đỉnh của trước giờ luôn, là cao nhất là 2070. Và đến hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2023. Vàng nó cũng đang lên đỉnh, nó đang ở đỉnh 2045. Nó thua đỉnh của năm 2022 là mấy chục pip đó. Đấy, các bạn thấy không? Nên đây là một cơ hội các bạn vào canh sell vàng xuống nè. Nói chung các bạn cũng cẩn thận nha. Muốn sell thì phải có vốn hơi lớn tí, chịu giá nó biến động, nó tăng lên rồi nó sẽ xuống. Mình thì không hiểu về thị trường này lắm đâu, nhưng mà mình cảm thấy cái vùng giá này là các bạn sell. Đa phần là ai cũng nghĩ sell, nghĩ sell xuống, bán xuống đó các bạn. Mình xem khung thời gian này. Đấy, xem mà toàn khung thời gian là này là đang đi lên nha, xu hướng đi lên. Xem khung D ngày này, D1 này cũng đi lên này. Đấy, H4 này lên này. Cái đường trung bình nó đang ở phía dưới không các bạn. Đấy, H1 nó cũng phía dưới này các bạn. Đấy, mình xem mấy khung thời gian lớn thôi là mình sẽ biết vàng lên nữa. Và mình nghĩ là nó sẽ vượt cái đỉnh cũ ấy. Nhưng mà anh em canh khi mà nó vượt mình sell xuống thôi, chứ giờ bán lên thì cũng có khả năng đó, chắc chắn là có. Tại vì ai cũng đám đông là nghĩ là sell xuống, nhưng mà thường thường đi ngược với đám đông là nó sẽ lên, nó sẽ lên một phần nào đó rồi nó mới xuống. Ok, mình không có vốn, mình có vốn mình bung vào đây mình cũng sẽ ôm xuống, bán xuống. Chứ thị trường thì nó ở cao ngút ngàn rồi mà không xuống sao được, không biết xuống trong bao lâu thôi đúng không. Nói chung mình cảm thấy đây là một cơ hội. Còn với thị trường Bitcoin, điện tử Ethereum này, mình nghĩ là nó sẽ lên chứ không xuống nữa đâu bạn. Tại vì mong muốn của mấy đồng này là lên chứ không phải mong muốn xuống. Còn vàng thì đương nhiên nó phải xuống, tại vì nó không thể lên mãi được. Thôi, video này vô tranh thủ chia sẻ với anh em một tí gọi là thôi, chào anh em nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.